Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với con niềm Gawin và về cái event hoàn trả nạp đấy. Khi mà anh em nạp từ 150k trở lên thì anh em sẽ nhận được cơ hội là nhận thưởng hoàn trả nhá. Và cái event này vẫn chưa kết thúc nha, thì anh em sẽ không giới hạn số lần nạp cũng như là số lần nhận, nên anh em cứ tự thoải mái, tự tin để anh em có thể nạp nha. Rồi ok, thì video này mình sẽ tiếp tục vào chơi cũng như là kiếm tiền ở trong cái con game Gawin này tiếp anh em nha. Hôm nay thì với vốn là 2M7 thì mình sẽ vào chơi ở trong những cái trò mini game. Thì cụ thể là mình sẽ nên chơi đó là Sixbo trên dưới. Thì đối với Sixbo trên dưới thì chúng ta thường xuyên chơi theo cái cách chẵn hoặc lẻ thôi. Thì ở đây thì có rất ít nha. Đây, để mình sẽ nói ở đây. Tức là theo một cái cách truyền thống thì cái tên của nó lên tất cả đúng không ạ? Đấy, thì ở đây chúng ta gọi Sixbo trên dưới thì chủ yếu là chúng ta dựa chơi là ô trên hoặc ô dưới là chính, đúng không? Nhưng mà cách chơi này thì hoàn toàn là một cách chơi chưa hợp lý anh em nhé, một cách chơi chưa hợp lý. Đấy, chơi theo cách này cũng được nhưng mà cái xác suất là nó rất là thấp. Nó gọi là 1/12, tức là ví dụ như nếu mà chơi theo như này thì chúng ta mất đi cái sự cân bằng, anh em hiểu không? Có nghĩa là mất đi sự cân bằng là gì? Đấy, mất đi sự cân bằng ở trong cái trò này. Tức là ví dụ ra 6 này, 6 thì tỷ lệ ra 6 này thì tỷ lệ trên dưới thì nó là 50-50 đi. Mình nói là 50-50 thì anh em sẽ rất mất cân bằng, em rất khó là chọn, đúng không? Nhưng giả sử con đầu tiên nó lên tầm khoảng con 12 chẳng hạn thì mình chọn dưới đi. Mình chọn dưới thì xác suất tỷ lệ thắng của mình nó chỉ là 88% thôi. 88% thôi, đúng không ạ? Đấy. Bởi vì có thể 12 nó sẽ ra được thêm lần 12 nữa. Mà lần 12 này nó không có trên cũng chẳng có dưới, anh em mới chọn nào, đúng không? Và một cái lợi thế của game khi mà anh em chơi ở trò Sixbo trên dưới này là gì? Tức là khi cách chơi của chúng ta đó là chọn chẵn hoặc lẻ. Chọn chẵn hoặc lẻ thì chỉ có chơi theo cách chẵn lẻ này thì chúng ta mới có cái xác suất thắng được là 50-50. Nó mới tiệm cận với mức là 50-50 rồi, được chưa? Còn nếu mà chúng ta chỉ chọn trên với dưới ấy, thì nó sẽ có một cái lợi thế của nhà cái. Ví dụ 6 này ra 6, anh em chọn trên anh em cũng thua, mà chọn dưới anh em cũng thua. Đấy chính là lý do cái lợi thế của nhà cái, cho nên là cái lúc tỷ lệ thắng của anh em lúc này nó sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Anh em phải hiểu như vậy. Bởi vì có một cửa thua rồi mà, đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ chọn chẵn, chơi chẵn lẻ thì nó sẽ an toàn hơn nha. Đấy. Đấy thì mình sẽ bắt đầu test cầu này. Hai chẵn này, một lẻ này, hai lẻ này, bắt luôn cầu 221, thằng này bắt luôn về chẵn này, 300k, cầu đang đẹp. Đấy, ok, thằng này bắt nhẹ 50k về lẻ đi, vì đến ngay đúng không anh em, bắt thêm một tay lẻ 100k này. Ôi trời, chạy chẵn, nếu mà tay này nó về lẻ tiếp thì cầu này sẽ cầu 11 nha. Độ chuẩn luôn đúng không ạ? Đấy, về 50k bắt nhẹ cái cầu 11 này liên tiếp. Đấy, hai lẻ rồi. Hai lẻ rồi thì mình sẽ test nha. Ở đây thì hai lẻ rồi thì mình sẽ phải test. Hai lẻ một chẵn này. Hai chẵn này, bắt cầu đẹp thì mình sẽ bắt được cầu tiến 123. Ok, đúng luôn. Và nếu như không có gì thay đổi thì tay này nó sẽ về lẻ thôi. Đấy, trời ơi, cầu chạy đẹp như thế này cơ mà đúng không? Đấy, anh em thấy không? Cầu chạy đẹp như thế này mà. Và nếu mà đúng thì thằng này nó sẽ về chẵn tiếp thôi. Đấy, thấy chưa? Vậy thì tăng được cầu 311 rồi. 311 thì thằng này mình nghĩ là mình nên test một tay đã. Cứ phải test đã. Test cầu nó chạy ra chắc thì lúc đấy mình vào nó sẽ yên tâm hơn. Một lẻ này. Hai lẻ này. Chẵn rồi. Đúng chẵn luôn này. Vậy thì tay này mình sẽ bắt về lẻ để bắt cầu 1212 nhá. Tay này vào lẻ trước. Ôi tôi vẫn về chẵn kìa, vẫn về chẵn là cầu 3 rồi. Cầu 3 thì phải test. Ra được 3 chẵn là phải test. 4 chẵn này, 4 chẵn thì bẻ thêm một lần nữa về lẻ nào. Vẫn chẵn thì cầu này khả năng cao sẽ bệt nhá. Lên 300 bắt bệt này. Đấy. Tiếp tục về 100 bắt bệt này. Ôi giời, lấy hết rồi. Hết rồi anh em ạ. Thế là bệt 6 tay. Mình cứ ngỡ là ra cái tay bệt vừa rồi nó phải bệt nữa cơ. Bệt 6 tay thì 1 lẻ.
Test đã, cứ test đã. Chưa có gì phải vội. 2 lẻ này, 3 lẻ này, 4 lẻ này, 4 lẻ tay này bắt luôn về một tay chẵn luôn này, 5 lẻ vẫn bẻ được lẻ anh em ạ. Tiếp tục bắt thêm một tay chẵn nữa. Đấy, theo lẻ là toang ngay nhá, mình biết ngay mà. Tay này thì 1 5 1, 5 1 thì tay này chúng ta sẽ bắt về lẻ tiếp. Bắt về lẻ tiếp. Chuẩn chưa? Bắt về lẻ tiếp thì 1 1. Test xem tay này nó về gì nào. Tiếp tục về chẵn, tay sau thì sẽ về cái gì đây? Về chẵn, 2 chẵn rồi. Mai chẵn 1 lẻ. Vậy thì cầu này sẽ là, có thể cầu sẽ là chạy cầu đôi nha. Tay này bắt thêm một một lẻ nữa đẹp. À, vậy thì cầu này chạy cầu 1 2 1 2 nhé, hoặc cũng có thể cầu 1 2 3 tách, thì tay này anh em bắt mạnh về chẵn là tay này ổn này. Ôi giời, đi đôi xứng à? Đi đôi xứng tay này là về chẵn rồi. Đi đôi xứng tay này về chẵn và không biết cầu nó có chạy 1 1 không nhỉ? Không bắt 1 1. Không bắt 1 1 là hợp lý hơn. Không bắt 1 1 là hợp lý hơn. Vậy tay này nó sẽ về lẻ này. Nếu mà mình không lầm thì tay này sẽ về lẻ 300k. Tự tin. Vẫn về chẵn thì làm ra có 3 chẵn. 3 chẵn thì lên 500k bắt về lẻ thôi. 4 chẵn, 4 chẵn thì tay này lên 1M về lẻ thôi. Tầm này gấp thép lẻ chắc chắn win. 5 chẵn rồi. Ú, toang rồi các bạn. Theo bệt chẵn nha. Bệt chẵn anh em ạ. Chẵn tiếp không? Vẫn chẵn. Chẵn tiếp không? Vẫn chẵn anh em ơi. Ui, cầu bệt chẵn anh em ạ. Rồi xuống 200 nó quay về lẻ luôn kìa. Trời, xíu toang đấy anh em thấy không? Cho nên không phải lúc nào cũng muốn thắng cũng phải dễ đâu nhá. Nó có mưu có mẹo của nó hết đấy. Rồi đánh về chẵn và gấp thép lên là uy tín luôn. Đấy, 36 rồi. Thêm một thằng chẵn nữa. Rồi, lên được 37 rồi nghỉ thôi anh em ơi. Hôm nay thì cầu khó thì mình sẽ chốt là 1M nha. Đấy, cũng như vừa chơi vừa phân tích cho anh em, thì trong quá trình mình chơi thì rơi vào khoảng 5 phút thì mình cũng đã kiếm được khoảng 1M. Đấy, nên là phương pháp cách đi tiền và cũng như cách đoán cầu nó cũng khá là quan trọng. Đấy, nhiều khi là cầu nó khó thì mình phải chấp nhận là mình lỗ một chút, đúng không? Đấy, nhưng mà hãy bình tĩnh nhá, đừng có nên vội vàng quá. Và nếu như trường hợp mà mình bị lỡ mà mình thua ấy, thì mình cũng đừng nên nạp mà mình chơi luôn, mà mình sẽ dành thời gian ra để mình gỡ sau nhá. Tức là chia nhỏ cái số này ra mình sẽ gỡ. Ok, thì video sau thì mình sẽ phân tích về cái chỗ này cho anh em sau nha.